Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 10, xã Ekapa, huyện Trư Mực Gà đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1993, 30 tháng 10 năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk. Xã Ekapam được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1993. Đến nay xã có 7 thôn buôn với gần 9.000 nhân khẩu, 30 năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xã e Pam đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng hơn 30 lần so với ngày đầu thành lập. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9 đến 10% năm, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,44% năm 2016. Xã Ekarbam được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được ủy ban nhân dân huyện Chư Bờ Ga chọn làm điểm để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, thường xuyên củng cố kiện toàn. Đến nay, đảng bộ xã có 326 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 13 tri bộ trực thuộc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc và Ủy ban Nhân dân huyện Trưng Bờ Ga đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển xã E-Cơ Bàm.